kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu chậm, nên đêm qua tại các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ có xu hướng nhích dần lên. Tình trạng rét được cải thiện đôi chút khi nhiệt độ thấp nhất đêm qua phổ biến từ 13 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng khu vực vùng núi có nơi nhiệt độ còn ở mức từ 3 đến 6 độ. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời đã khô ráo hẳn, nhưng nền nhiệt còn thấp, hầu hết các nơi vẫn dưới 16 độ. Ngoài ra thì đợt gió đông bắc trên khu vực Trung Trung Bộ đã suy yếu nên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chỉ còn mưa rải rác và lượng mưa đã giảm hẳn, không còn những điểm có mưa lớn như những ngày vừa qua. Ngày hôm nay thì các tỉnh miền Bắc của nước ta nằm ở rìa phía tây nam khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông. Do vậy mà vào buổi sáng độ ẩm trong không khí khá cao, mưa nhỏ và sương mù xuất hiện ở một vài nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và khu vực núi cao. Nhiệt độ nhích dần lên nhưng còn khá thấp và dao động trong khoảng từ 15 đến 17 độ. Quá trình tăng nhiệt diễn ra vào khoảng thời gian sau 8 giờ sáng, nhưng mức độ tăng nhiệt không nhanh. Đến giữa trưa thì hầu hết các nơi nhiệt độ ở mức dưới 20 độ. Từ 3 giờ chiều nhiệt độ lại giảm dần xuống, đến nửa đêm và sáng thì nhiệt độ giảm xuống thấp nhất, đồng thời độ ẩm trong không khí cao, kết hợp với mưa nhỏ và sương mù nên cảm giác rét vẫn chưa được cải thiện. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ thì nhiệt độ tăng nhẹ, trời ấm dần lên, với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động xung quanh ngưỡng 20 độ, có nơi xấp xỉ 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Định, mưa giảm về lượng nhưng chưa chấm dứt. Trời còn nhiều mây và đôi lúc có mưa nên nhiệt độ chỉ nhích lên đôi chút. Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời còn lạnh. Do nằm xa về phía Nam nên các tỉnh Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện thoáng qua mang tính chất địa phương và nhiệt độ ban ngày hầu hết đều trên 30 độ. Riêng khu vực Tây Nguyên trời mát mẻ hơn với nhiệt độ từ 25 cho đến 28 độ. Dự báo xu thế trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có trung tâm lệch về phía đông, đồng thời đới gió Tây trên cao hạ thấp nên tại các tỉnh miền Bắc trời ẩm ướt và nhiệt độ còn thấp, trời tiếp tục rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, riêng vùng núi có nơi từ 7 cho đến 9 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù vài nơi, trời rét với nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và thấp nhất là khoảng 14 cho đến 17 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa rải rác với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam là từ 27 đến 29 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 20 cho đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng với gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm có vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm có vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Cụ thể thì tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ dao động từ 24 đến 28 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 29 độ. Thưa quý vị, trong ngày và đêm nay, thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét nhưng nhiệt độ có xu hướng nhích lên. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ còn có mưa, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!